Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú và anh chị em đang theo dõi kênh của em Hồng Thanh Hàng Thùng, chuyên về hàng xi tuyển của các thương hiệu lớn đến từ Úc, Hàn, Nhật, Mỹ. Em xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một tuần mới thật làm việc thật là nhiều niềm vui và nhiều năng lượng. Anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh ngày hôm nay chưa đăng ký kênh, vui lòng bấm đăng ký để mình không bỏ lỡ các video của em Thanh mỗi buổi sáng hàng ngày. Còn anh chị cô chú cần đặt hàng, vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo của em Thanh trên màn hình ạ. 0832625789 để em gửi hàng cho mọi người. Hôm nay thì em Thanh sẽ lên các mã quần kaki túi hộp với rất là nhiều màu sắc, chủ yếu là màu xanh ô liu, chủ yếu màu xanh ô liu với các tông. Và tất cả các đơn hàng ngày hôm nay thì em Thanh sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi anh chị cô chú nhận hàng. Còn trong trường hợp mình kiểm tra hàng vì một lý do bất khả kháng mình không có nhận thì vui lòng thanh toán 30.000 nhé, để em thanh toán cho bên đơn vị vận chuyển ạ. Và không để các anh chị cô chú chờ đợi lâu nữa, em Thanh sẽ lên các sản phẩm của ngày hôm nay ạ. Hôm nay em lên là mã K. Mã K ạ. Đầu tiên em lên một mã quần cấp phát, mã K1, bụng 100, dài 108, ống 26, 27, ống 27. Em này giá 4 triệu rưỡi các anh các chú ạ, 4 triệu rưỡi. Con này thì là con M51, M51 ạ. Và khóa là khóa đồng, M51 khóa đồng, đó. M51 đây các anh các chú ạ, M1951 này, đấy. Con này thì nó là đã qua sử dụng nhưng mà nó mới đến 98% các anh các chú ạ. Mới 98% mà form rất là to. Cái này là size large regular. Đó. Riêng những cái dòng cốt phát chuẩn của quân đội Mỹ thì các anh các chú yên tâm để mặc. Đó. Con này độ mới cực kỳ cao luôn. Đây nhá. Anh các chú nhìn cái phần đáy quần của nó đây ạ. Đây ạ. Cái này chỉ còn chỉ thường, người ta còn chưa cắt luôn á. Đó. Như gần như là mới luôn đấy các anh các chú. Form lớn này, form large regular. Cái này thì nó có hai túi hộp ở hai bên rất là to, cái dòng mà M65 và M51 thì form dáng nó gần như nhau, gần như nhau. Màu này là màu ô liu các anh các chú nhá. Màu này là màu ô liu ạ. Này, form này thì các anh các chú mà bụng bụng to thì mặc vô cùng đẹp luôn, bụng to mà kiểu kiểu dáng bệ vệ ạ. Đó. Có dây kéo đấy ạ, có dây kéo, cái này gấu của nó là nguyên zin luôn. Mã K1, bụng 100, dài 108 và ống 27, em này giá 4 triệu rưỡi, 4 triệu rưỡi cho con M51 này. Hôm nay thì em hết những cái hàng quần M51, M65 size nhỏ rồi, em chỉ còn hai cái size lớn thôi ạ, em chỉ có hai cái size lớn. Em lên mã K2. Em lên mã K2 ạ. Cũng là quần cấp phát. Cái này thì là hàng M65 các anh các chú ạ. Con này thì là M65 nhá. Đó. K2, bụng 94, dài 104, ống 27, giá 3 triệu 7 các anh các chú ạ. Con này thì mới 95%. Đó, mới 95% ạ. Đây. Sản xuất 568 đấy ạ. Sản xuất 568 và là khóa nhôm nhá. Nghe chú. Đó. DSA 100 gạch ngang 68 này. Size của nó là size medium, regular medium, là size trung bình. Size trung bình. Line này thì đã lên, line này thì đã lên. Bởi vì là về nhiều người, không phải là ai cũng có dáng người chuẩn cao lớn được ấy. Thì là line này đã lên. Mã K2, bụng 94, dài 104, ống 27 ạ. Con này thì giá 3 triệu 7 các anh các chú nhá, mới 95%. Sản xuất 568. Khóa là khóa nhôm ạ, khóa là khóa nhôm. Đây. Khóa nhôm của cái gì? Lapio đây ạ. Form thì nó cũng giống như quần kia thôi, nó chỉ là khác nhau về đời thôi ạ. Con này thì giá 3 triệu 7 K2, bụng 94, dài 104, ống 27 ạ. Giá 3 triệu 7 các anh các chú nhá. Những cái con này thì các anh các chú mặc mấy chục năm nữa cũng thoải mái đi. Em lên mã K3, bụng 88, dài 110 và ống 25. Cái này là kiểu chất kaki nhung các anh các chú ạ, chất kaki nhung. K3, bụng 88, dài 110 và ống 25. Đằng sau nó là quần túi nổ. Túi nổ nhá. Trước thì là túi chéo á. Trước là túi à không, cái này thì nó túi ốp chứ, em xin lỗi. Túi ốp. Phía dưới đùi.
Dưới đùi là một cái túi khá là rộng, nó màu màu vàng cát đậm nhá anh các chú, màu vàng cát đậm. Đường kim mũi chỉ may cực kỳ đẹp luôn, anh các chú nhìn ạ. Chất là chất kaki nhung dày dặn. Bề mặt của nó mịn ý, nó mịn như nhung luôn. Cái này là quần của Hàn, mã K3, bụng 88, dài 111, ống 25. Em này có giá là 800. 800 các anh các chú ạ. Đó. Trông rất là hầm hố luôn. Mã K3, bụng 88, dài 110, ống 25. Giá là 800. Em lên mã K4 này. K4 một em quần kaki caro màu đen. Mã K4, bụng từ 78 đến 88, dài 100 và ống 17. Đây, bụng siêu co giãn nhá các anh các chú. Nó vừa co giãn nó vừa có dây kéo á. Đó. Chất kaki caro của Nhật. Mã K4, bụng 88, bụng 78 đến 88, dài 100 và ống 17. Ở phía đằng sau mông nó là túi ốp. Dưới đùi là túi nổ ạ. Đó, cạc chun toàn bộ. Ống đây ạ, ống là ống côn nhé anh các chú. Có dây kéo ạ, có dây rút. Mã K4, bụng từ 78 đến 88, dài 100 và ống 17, giá 650.000. Đây chất của nó đây, chất kaki em lên mã tiếp theo. Mã K5, mã K5 màu xanh ô liu các anh các chú ạ. Mã K5, bụng từ 72 đến 80, dài 95 và ống của nó cũng là ống côn. Em này giá 500.000, giá 500.000 anh các chú nhá. Chất kaki co giãn, không co giãn, không co giãn ạ. Quần là cạc chun. Đây. Túi túi hộp ạ. Đó. Cái này phần dưới này nó có đệm mông. Mã K5, bụng từ 72 đến 80, dài 95, ống côn ạ, giá là 900.000. À quên, em xin lỗi, giá 500.000. 500.000. Mã K6 em quần màu màu ghi ấy, kiểu màu lông chuột các anh các chú ạ. Mã K6, bụng từ 84 đến 90, dài 93, ống bo gấu như thế này ạ, giá 750.000. Một em quần của Uniqlo, chất của nó là chất kaki trơn nhá các anh các chú, chất kaki trơn đây ạ. Cạp có chun ạ, có kéo khóa và có dây kéo nữa. Đây, tác của Uniqlo đây ạ. Màu ghi, màu lông chuột. Ở phía đằng sau đó là túi mổ này, phía đằng sau đó là túi mổ. Ở hai bên đùi là túi hộp rất là to. Đó. Mã K6, bụng từ 84 đến 90, dài 93, ống bo ạ. Giá em này là 750.000. Ở ngoài miền Bắc ấy, thời tiết mùa này nó hơi hơi à, nó cũng lạnh, thời tiết là vào mùa đông thì các anh các chú mặc những quần này xong đi giày thể thao cực kỳ hợp luôn. Mã K6, bụng từ 84 đến 90, dài 93, giá 750. Mã K7 này, một em quần màu xanh ô liu các anh các chú ạ. Mã K7, bụng 84, dài 108 và ống 20. Mã K7 ạ. Bụng 84, dài 108 và ống 20. Chất rất là đẹp. Đó. Ống là ống đứng nhá các anh các chú, ống là ống đứng. Cái này là của Good Day ạ. Đây, tác của Nhật đây các anh các chú. Đó. Nó may rất là đẹp và chắc chắn. Đấy. Riêng những cái dòng quần kaki túi hộp nhà em thì chủ yếu là của Hàn, của Nhật. Có một số con là hàng cấp phát. K7, bụng 84, dài 108 và ống 20, giá 700.000. Túi của nó có là túi mổ có nắp anh nha chú ạ. Túi mổ có nắp ở phía dưới đùi này, nó cũng là túi hộp có nắp ạ. Mã K7, bụng 84, dài 108 và ống 20, giá 700.000. Chất kaki này nó không co giãn nhé. Cái nào co giãn thì em sẽ nói ạ. Em lên một con quần cô đáp màu màu vàng cát này. Con này chất kaki của nó xịn cực kỳ luôn. Mã K8 ạ. Mã K8 nhá. Bụng từ 76 đến 84. Bụng từ 76 đến 84 ạ. Dài 96. Đây. Co giãn này. Nó có cạp chun. Đó. Cạp chun và có kéo khóa. Ống thì nhỏ thôi. Ống 18 anh nhá chú ạ. Con này một em của cô đáp màu vàng cát giá 750.000. 750.000.
cực kỳ đẹp luôn, chất đẹp lắm, cái chất của nó là chất kaki trơn ấy, nó dày hơn vải pút lên trơn và nó kiểu nó bề mặt nó mịn, rất là mịn luôn đó. Có dây kéo ở trong nhá các anh các chú, cái này có dây kéo ở trong, một em của thương hiệu Kodak, mã K8, bụng từ 76 đến 84, dài 96, ống 18, giá 800.000. Mã K9 á, mã K9 này, một em quần màu ô liu sẫm, mã K9, bụng 78, dài 109 và ống 25. Đó, em này thì trông nó rất là hầm hố. Đây các anh các chú nhìn này, dây dợ, chất kaki nhá, chất kaki mỏng mỏng thôi, kiểu đây ạ, chất nó mỏng, độ dày vừa phải, mặc những cái ngày mà thời tiết nó không lạnh lắm, hoặc là các anh các chú ở trong miền Nam, cái này lên đồ thì cực kỳ chất chơi luôn. Phía đằng sau là túi nổ này, phía đằng sau là túi nổ, đó, túi rất là bự. Ở phía bên bên đùi này, anh các chú nhìn túi của nó và có thêm dây, đó. Cái này có dây kéo, cái này có dây kéo, cái này của, để em xem một xíu, cái này quần của Hàn Quốc nhá, Miracolo, đây ạ, tag của nó đây, màu xanh, màu ô liu sẫm. Đó. Những cái phần túi như này, đây là nó quát, đây là nó quát ở túi chứ không phải là nó cũ nó mòn đâu ạ anh nha chú, bởi vì là những cái em quần mà nó hầm hố nó hay kiểu như thế lắm. Đây này, đây anh chú nhìn, mã K9, bụng 78, dài 109 và ống 25, em này giá 750.000 anh nha chú ạ, 750.000 cho em K9, bụng 78, dài 104 và ống 25, cực kỳ chất chơi luôn, mà như form hơi nhỏ, giá 750.000. Mã K10, mã K10 ạ, cái này nó kiểu vải bố ngang màu đen này các anh các chú. Mã K10, bụng 84, dài 95 và ống này là ống 19 nhá. Ống này ống 19 là khi mà kéo khóa. Còn các anh các chú muốn ống rộng ấy thì mình mở ra thế này thì ống nó tầm khoảng 22. Đó. Một em chất là vải bố, kiểu vải bố ngang ấy các anh các chú ạ. Đây ạ. Một em của Hàn Quốc nhá, cốt combin, phía đằng sau của nó đây, phía đằng sau đấy trông rất là đẹp, cực kỳ hầm hố luôn đó. Nhưng form là nó hơi ngắn đấy, K10 ạ, bụng 84, dài 95 và ống là có thể là để 19 hoặc là 22, mình cứ kéo khóa thôi ạ, khóa là khóa đồng anh các chú nhá, khóa là khóa đồng. Con này giá là 750.000 anh các chú ạ, 750.000. Túi của nó đấy, túi phía đằng sau này trông rất là đẹp và hầm hố nữa. Mã K10, bụng 84, dài 95 và ống 19, giá 750 ạ. Lên một mã quần của Uniqlo màu vàng cát đậm. Mã K11, bụng từ 80 đến 86, dài 93, ống là ống bo như thế này ạ, ống bo. Em này có giá là 700.000 nha chú ạ, một em Uniqlo màu vàng cát này. Đó, cái dáng này thì rất là quen thuộc rồi, đúng không ạ? Kiểu nó đơn giản thôi, nó gọn gàng, đơn giản. Form nó không quá to đâu. Mã K11, bụng từ 80 đến 86 á, dài 93. Em này giá 700 nghìn ạ, K11 nhá các anh các chú. Đó, Uniqlo chất dày lắm, chất kaki rất là dày dặn. Hôm nay hàng nhà em thì đã giặt rồi nhưng mà em chưa kịp ủi ấy, cho nên nó hơi bị nhàu. Khi em gửi cho các anh các chú thì em sẽ ủi ra. Mã K11, bụng từ 80 đến 86, dài 93 và ống là ống bo, giá 700.000 Uniqlo. Đây, em lên một em cực phẩm của ngày hôm nay. Màu xanh cực kỳ đẹp, màu xanh ô liu tươi các anh các chú ạ. Mã K12, bụng 90, dài 99 và ống 20. Đây, một em đến từ thương hiệu đây này, The Work. Cái này là hàng của Bách Nam Bồ các anh các chú nhé, Bách Nam Bồ của Anh, sản xuất ở Anh và là hàng xuất Nhật. Một em mà cũng vải bố như thế này mà hàng cấp phát thì nó rơi vào cỡ khoảng tầm 2 triệu, hơn 2 triệu. Con này thì cái vải nó cực kỳ đẹp luôn các anh các chú ạ, một của thương hiệu Bách Nam Bồ rất là nổi tiếng và là đắt đỏ nữa. Đây là thông số rất là đầy đủ đấy ạ. Cái này nhá, từng cái đĩa của nó này đều có cái cài nút như thế này, và các cúc của nó thì đều có tên thương hiệu Bách Nam Bồ đấy ạ.
Đó. Con này thì xịn lắm, con này cực kỳ xịn luôn, mã K12, bụng 90, dài 99 và ống 20. Em này giá 1 triệu 3. Hai túi ở hai bên cực kỳ to. Phía đằng sau là túi mổ nhá, phía đằng sau là túi mổ. Đó. Cái này thì nó có dây tăng chỉnh này. Đây ạ, cái này thì nó không phải là dây kéo mà nó cài khuy các anh các chú ạ. Đây nhá. Mình có thể cài vào, nếu mà các anh các chú mặc nó hơi lỏng một xíu thì mình cài nó vào như thế này. Thì bụng bụng mặc lớn nhất nó được là bụng 90. Còn các anh các chú mình có thể bụng khoảng 86 mặc vẫn ok. 85 86 ạ. Mã K12, bụng 90, dài 99 và ống 20, giá 1 triệu 3. Em lên mã K13, bụng 82, dài 102 và ống 24. Em này thì cũng rất là hầm hố ăn chơi, màu 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 nâu rêu các anh các chú ạ, màu nâu rêu. Đẹp lắm. Đây ạ. Anh chú nhìn từng cái chi tiết của nó đây ạ. Cái này từ cái tác của nó tác ra này. Mã K13, bụng 82, dài 104 và ống 24. Nó từ những cái đĩa quần may rất là đẹp, đúng không ạ? Cái này thì nó không có dây kéo ở trong đâu. Từ những chi tiết nhỏ này nó may thêm những cái chỉ nổi này, đẹp lắm. Ở phía dưới đùi nhá, phía dưới đùi ống nó thì là ống ở phía đằng trước chứ không phải là ở phía bên hông này, phía đằng à, còn là đằng sau nó có đệm mông ạ, sau nó có đệm mông. Tất cả những cái này đây, như bên này thì nó có cái thêm cái đáp này, còn những cái này thì nó là kiểu nó quát chứ không phải là nó bị rách đâu, kể cả từ những cái phần cái túi này đây ạ, trông rất là hầm hố đúng không ạ. Cái bên này kiểu nó làm so le làm lệch ý, còn ở phía dưới, ở phía đây, ở bên này thì nó khâu như thế này nhá, phía dưới này thì nó làm như một miếng vá nhưng thực tế nó là kiểu nó như thế chứ không phải là quần rách đâu ạ. Cực kỳ đẹp luôn, anh em chú nhìn. Đó. Mã K13, bụng 82, dài 102, ống 24. Con này thì nó không có dây tăng chỉnh, con này thì giá 850.000 anh em chú ạ. Nó không có dây tăng chỉnh nhưng mà nó cũng có cái kiểu cài nấc ấy, cái nấc khóa này. Đó, chỉnh vào các anh các chú mà bụng 80 hay là 78 mặc vẫn ok này. Con này thì rất là hầm hố luôn. Mã K13, bụng 78 hoặc 82. Dài 102, ống 24. Giá 850.000, có đệm mông. Đó. Màu này thì trông nó ăn chơi bụi bặm lắm. Con này thì trông nó rất là chất luôn. Bụi. Mã K13 các anh các chú nhá. Bụng 78 hoặc là 82. Dài 102 và ống 24. Em này giá 850.000 cho các anh các chú mà thích cái sự bụi bặm này. Đó. Màu nó bụi bặm sau nó có những cái quát nữa, cái đường quát rồi nó chi tiết nhỏ. Cực kỳ đẹp luôn. Mã K14 á, bụng 78, dài 98 và ống 20. Mã K14 bụng 78, dài 98 và ống 20. Em này có giá là 650.000. 650.000 cho một em quần màu đen, ống đứng, đây, quần túi hộp. Tất cả nó đều là túi hộp nhá. Ở túi trước rồi là túi ở đùi, túi sau. Đó, túi cực kỳ to luôn. Mã con này là để em xem là quần của nước nào. Quần của Nhật các anh các chú ạ, quần của Nhật nhá. Mã K14, bụng 78, dài 98 và ống 20. Em này giá 650.000 ạ. Em lên mã quần da bò K15, bụng từ 72 đến 84. Form form nó nhỏ ấy. Con này nó chỉ có hai túi ở trước và hai túi ở đùi. Bụng từ 72 đến 84, dài 90. Mã K15 ạ. Gấu này, bom. Giá là 600.000. 600.000 anh nha chú ạ. Đây, cái này thì nó có dây kéo như thế này. Đó. Một em quần của Hàn Quốc đấy ạ, một em quần của Hàn Quốc chuẩn Hàn Quốc nhá. Đấy. Cái chất này thì nó chất kiểu kaki, nó kaki và cái sớ vải của nó to ấy, cho nên là cái chất nó hơi cứng cứng, nó mặc nó rất là đanh. Mã ở đằng sau nó không có túi ạ. Mã K15, bụng từ 72 đến 94, dài 90. Bụng từ 72 đến 84, dài 90, em này giá 600 canh nha chú ạ, 600.000. Cho mã K15. Mã K16 á, một em của Zambang Jean. Đây, một em màu trắng ghi. Màu này sáng nhá.
mã K16, bụng 80, dài 99 và ống 23. Đây ạ. Ở phía đằng trước, ở phía túi của nó này. Đó, nó túi chéo và nó có cái nắp đằng sau đấy ạ. Và có cái đai này. Túi ở phía dưới đây, túi túi phía dưới thì nó là túi hộp anh nhá chú nhá. Màu trắng hơi hơi ghi, hơi có tông ghi một xíu thôi. Mã K16, bụng 80, dài 90 và ống 23. Giá 550.000 các anh các chú ạ, 550.000 cho em gem băng zin này. Của Hàn Quốc. Đó. Khóa nhôm. Mã K16, bụng 80, dài 90 và ống 23, giá 550.000. Mã K17, một em quần màu xanh ô liu nhạt. K17, bụng 90, dài 99 và ống 18 này. Bụng 90, dài 99 và ống 18 các anh các chú ạ. Em này giá 800.000 nhá, 800.000 cái này một em của Gap. Đây. Một em của Gap cực kỳ xịn sò, chất kaki dày dặn. Cặp là cặp liền này các anh các chú ạ, cặp là cặp liền. Nó may đường chỉ đây, nó trần 4 đường chỉ luôn. Đó. Túi hộp rất là to. Phía đằng sau của nó là túi túi mổ nhá các anh các chú, hai túi mổ ạ. Đó. Quần rất là đẹp, màu ô liu nhạt. Một em của Gap. Em xem là sản xuất ở đâu. Quần này Gap nó xuất cả Hàn, cả Nhật, cả Nga, rất là nhiều nước luôn. Đó. Size của nó là size 34. Mã K17, bụng 90, dài 99 và ống 18 á, giá 800.000 một em của Gap. Đẹp lắm. Con này thì cực kỳ xịn luôn. Mã K18 á, mã K18. Bụng từ 80 đến 92, dài 96 và ống là ống bo. Chất kaki co giãn. Bụng cũng siêu co giãn này các anh chú ơi. Bụng từ 80 đến 92 nhá. Dài 96 và ống bo như này ạ. Màu xanh à, màu ô liu. Màu ô liu. Một em quần của Hàn Quốc ạ. Đây ạ. Mã K18. Bụng 80 đến 92, dài 96, giá 750.000, chất kaki siêu co giãn này. Đó, siêu co giãn luôn các anh các chú nhé. Chất kaki dày và co giãn. Mã K18, bụng 80 đến 92, dài 96 và ống là ống bo. Ống là ống bo. Giá 750.000. Đây, ống bo các anh các chú ạ. Mã K19 ạ, một em của Bershka, một em của Bershka. Mã K19 này chất kaki dày dặn màu đen. Bụng 76 thôi, bụng nó nhỏ, form này quần này nó form nhỏ dành cho các anh các chú mà dáng người vừa phải á. Bụng 76. Cái này không biết có đo bị sai không. Bụng 76 dài 96 các anh các chú ạ, dài 97. Bụng 76 dài 97, ống là ống bo. Của Gap nhá. Có túi mổ phía đằng sau. Ở dưới này, dưới đùi thì nó là túi hộp nhá, anh nha chú. Chất kaki dày dặn. Mã. À em xin lỗi, cái này của Bershka chứ không phải của Gap. K19 ạ. Bụng 76, dài 97 và ống bo, giá 750.000 một em của Bershka. Đó. Made in Bangladesh anh nha chú ạ, made in Bangladesh. Mã K20 ạ. Mã K20. Bụng 80, dài 103. Ống là ống bo các anh các chú nhá. Ống là ống bo. Chất vải cực kỳ đẹp luôn, kaki nhưng mà nó như kiểu là vải bố ngang ấy các anh các chú ạ. Đây, màu nâu bò. Rất là ăn chơi. Đó. Các anh các chú nhìn là từ những chi tiết nhỏ luôn, từ những cái đĩa quần của nó cực kỳ đẹp phía đằng sau đấy ạ. Đó. Đường kim mũi chỉ may rất là chắc chắn. Cái này của Sibex. Cái gì đây? Cái thương hiệu này gặp rất là nhiều luôn. Đây, Twist 45 này. Một em này của Nhật Bản, Nhật các anh các chú ạ, hàng của Nhật. Phía dưới gấu của nó đây ạ, nó bo như thế này.
ở phía đằng trước thì nó là bo vải, ở phía đằng sau thì nó chất thun co à, chất nhiều bo len ấy, bo len màu da bò đó, mã K20, bụng 80, dài 103, giá 800.000. Nó chỉ có một túi bên này thôi, nó chỉ có một túi, còn bên này thì nó à, bên này vẫn có túi nhưng mà nó không phải là túi ốp mà nó là túi moi. Đó. Mã K20, bụng 80, dài 103, giá 800.000 các anh chú ạ, 800.000 cho một em quần của Nhật cực kỳ đẹp. Mã K21, một em quần kaki caro màu đen các anh chú ạ. K21, bụng từ 84 đến 96, dài 102 và ống 20. Đây, siêu co giãn này. Ống 20 và nó có dây kéo như này. Đây, mình các anh các chú mình có thể rút, mình đi giày thể thao chẳng hạn, mình thích nó ôm lấy cổ chân ấy để mình đi đường. Đó. Chất kaki caro màu đen, độ mới cực kỳ cao. Những cái phần mà nó là như kiểu là cái nắp túi này. Đây, nắp túi này thì nó lại màu là màu như kiểu vải, màu đen hết vải bố. Còn lại đây, nó là màu chất kaki caro nhá, có đệm mông. Có kéo chun ạ. Đấy, con này thì cực kỳ đẹp rồi. Chất cái phần túi này thì nó lại may bằng cái vải, nó may bằng vải màu đen, còn cái thân quần của nó là màu là chất caro. Một em quần đến từ Hàn Quốc anh nhá chú ạ, đến từ Hàn Quốc. Độ mới rất là cao. Mã K21, mã K21, bụng 84 đến 96, dài 102, ống 20. Giá 900.000 cho con này. 900.000 ạ. Em lên một em quần là đây ạ, caro, kể cả chất caro thời trang. Mã K22, bụng 82, dài 103 và ống 21. Mã 22, K22, bụng 82, dài 103 và ống 21 ạ. Một con caro thời trang hàng của Nhật các anh các chú ạ. Đây, tag của nó đây ạ. Con này có giá là 800 nhá, độ mới rất là cao, độ mới cực kỳ cao. Cái này các anh các chú mà kiểu dáng người slim fit thì dáng người gầy gầy, nhỏ nhỏ, mặc đẹp lắm. Cái này nó có đệm mông đấy ạ. Đấy, nó có độn phần đáy quần đó, chất kaki caro màu thời trang, cực kỳ thời trang. Ở dưới ống của nó có dây kéo ạ, dưới ống có dây kéo các anh các chú nhá. Đây, con này nó mới lắm, con này rất là mới luôn này, hình như là còn chưa mặc ấy chứ. Đây, đây chắc là chưa mặc anh các chú ạ. Đây còn nguyên cái dây tác này. Đây, mã K22, bụng 82, dài 103 và ống 21, giá 800.000. 800.000, con này là của Gladiator, hàng của Nhật. Tiếp theo em lên một mã quần saten, một mã quần saten của Nhật các anh các chú ạ. Đây, màu xanh ô liu tươi nhá, màu xanh ô liu tươi. Mã K23, bụng từ 74 đến 86, ở phía đằng trước thì nó là cạp không co giãn, phía đằng sau cạp chun này, siêu co giãn phía đằng sau luôn. Quần này quần saten nhá, chất saten của Nhật mặc cực kỳ thích luôn. Đó. Đây các anh chú nhìn. Có túi ở phía trước to, phía đằng sau đấy ạ. Đằng sau cũng là túi ốp và có nắp ạ. Cái này thì nó không có túi hộp đâu, nó không có túi hộp ở đùi đâu ạ. Con này thì K23, bụng từ 74 đến 86, dài 98 và ống 21, giá 700.000 nhá, một em saten của Nhật. Cái chất saten mà các anh chú đã mặc rồi, mặc mùa hè cũng thích lắm. Nó mát rồi rượi ạ. Mã K24. K24 một em màu, đây là màu gì nhỉ? Màu nâu nhạt à. K24, bụng từ 72 đến 84, dài 94 và ống 15. Giá em này 700.000. Form nó nhỏ ấy, form nó vừa phải phù hợp với các anh các chú mà kiểu cái này cao tầm khoảng 1m62 trở lại thôi, 1m62 trở lại. Đó, và nặng nói chung là nặng cỡ khoảng tầm 55 57 cân thôi ạ. Đây, túi của nó đây ạ. Túi là túi ốp. Túi ốp có đệm mông đấy ạ. Anh các chú nhá. Đó. Màu này trông cũng khá là lạ đấy. Con này khá là lạ. Cái này toàn bộ nó là quần quần kéo chun này, có dây kéo ạ. Ống là ống côn.
nó bo, nó ôm xuống kiểu là ở bên bên trên nó to to, xong dưới nó gọn dần xuống đến cổ chân ấy. Cái này thì mặc chỉ đến tầm khoảng mắt cá hoặc qua mắt cá một xíu thì nó sẽ đẹp anh nha chú ạ. Mã K24, bụng 72 đến 84, dài 94, ống 15, giá 700 nghìn. Em lên mã K25. Mã K25 này giống mã K12 các anh các chú ạ. Nó là một em quần Anh xuất Nhật. Mã K25, bụng 90, dài 99 và ống 20. Giá 1 triệu 3. Giá 1 triệu 3. Vải bố ngang nhá. Vải bố ngang các anh các chú ạ. Đó thì nó cũng giống con kia thôi. Cái này thì em chưa có là cho nên trông nó bị hơi bị phèn một xíu. Khi mà em gửi cho anh các chú yên tâm là sạch đẹp luôn. Đó, tất cả cái cúc này thì mà mình có thể kéo, mình có thể tháo được mà chẳng tháo làm gì đúng không ạ? Còn cái này thì mình có thể chỉnh này. Mình có chỉnh thể chỉnh bụng to nhỏ ấy. Cái này là bụng maximum là 90 nhưng các anh em chú mà bụng tầm khoảng 80 84 86 mình vẫn mặc được nhá, mình chỉ kéo cái dây nó vào như này. Mã K25, bụng 90, dài 99 và ống 20, giá 1 triệu 3. Hôm nay cũng nhiều quần size đại rất là đẹp anh nha chú ạ. Nhiều phong quần bụng nó to. Bụng nó rất là to và đẹp nữa. Mã K26, bụng 102, dài 108 anh nha chú ạ. Bụng 102, dài 108. Em này là ống 24, giá 900.000. Giá 900.000 cái này của Eddie Bauer. Đấy. Trông nó rất là to luôn, quần nó form này. Anh nha chú mà cao to ấy, mặc nó mới được nhá. Cạp là cạp liền, anh nha chú ạ, cạp liền may mấy đường chỉ luôn. Đó. Trông rất là hầm hố con này. Mã cái vải này nó cũng như kiểu vải bố ấy anh nha chú ạ, vải này nó giống như vải bố luôn. Cái đường may của nó đây ạ. Đường may cạp của nó cực kỳ xịn luôn, cực kỳ chắc chắn. Nhưng mà form nó thì form to nhá, form nó form to. Made in India đấy ạ. Sản xuất ở Ấn Độ. Mã K26. Bụng 102, dài 108, ống 24. Màu nó là màu ô liu, nó cũng vẫn là màu ô liu đấy, nhưng mà nó có tông tông rêu một xíu. Mã K26, bụng 102, dài 108, ống 24. Em này có giá là 900 nghìn ạ. Em này có giá 900 coi nha chú ạ. Mã K27. Mã K27. Bụng từ 90 đến 100. Dài 100. Đấy, một em màu vàng cát đậm. Một em màu vàng cát đậm coi nha chú ơi. Đó, chất kaki co giãn. Chất kaki co giãn này. Cạp chun toàn bộ luôn. Cạp chun toàn bộ nhá. Đó. Ống bo như thế này. Đây, phía túi hộp của nó đấy, rất là đẹp. Mã K27, bụng 90 đến 100, dài 100. Giá em này là 600 nghìn. 600 nghìn, bụng tha hồ mặc luôn, canh các chú bụng to. Thật ra là bụng 90 nhưng bụng tám mấy thì vẫn mặc được bởi vì nó có dây kéo canh các chú ạ. Đó, có đệm mông này. Mã K27, bụng 90 đến 100, dài 100 và ống là ống bo. Giá em này giá 600 nghìn ạ, 600 nghìn. Em lên mã quần vải Puclin trơn. Mã K28, bụng 90, dài 100 và ống 24. K28 á, màu ghi rêu nhá. Mã K28 này, bụng 90, dài 100, ống 24. Em này giá 600 nghìn các anh nhá chú ạ. 600 nghìn em này. Đấy. Ở phía bên này nó là túi mổ này. Đó, kiểu cái này thì mặc mùa hè cực kỳ thích luôn. Hay các anh các chú ở trong miền Nam ấy, mình mặc những quần này á, nó thoáng và nó nhẹ tênh nhanh tênh luôn. Mã K28. Mã K28 á, vải phúc linh trơn. Một em quần của Top Value của Nhật đấy ạ. Đây nhá các anh các chú. Những cái cạp của nó may này, mấy đường may luôn. Chắc chắn lắm. Mã K28, bụng 90, dài 100, ống 24, giá 600 nghìn ạ.
Mã K29 này, một em quần cấp phát, một em quần cấp phát quân đội Mỹ các anh em chú ạ, chất liệu là chất liệu kaki caro. Đó. Đây. Mã K29, bụng 78, dài 98 và ống 23. Size này thì nó hơi nhỏ nhá. Đây ạ. Sản xuất này, sản xuất 568 các anh em chú nhé, DSA 100 gạch ngang 68 đây. Khóa là khóa nhôm. À quên, em xin lỗi, khóa là khóa đồng đấy ạ, khóa là khóa đồng. Cái này có dây tăng chỉnh hai bên ạ, có dây tăng chỉnh hai bên chất kaki caro màu vàng cát. Phía đằng sau đấy, túi của nó đây. Đó. Có dây kéo ở phía dưới ạ, có dây kéo tròn ở phía dưới đây. Dưới ống. Mã K29, bụng 78, dài 98 và ống 23. Giá là 1 triệu 2 các anh nha chú ạ, 1 triệu 2. Em cấp phát kaki caro. Mã K30, bụng 84, dài 104 và ống 18. Mã K30 ạ, bụng 84, dài 104 và ống 18. Em này giá 600 nghìn. Chất của nó là chất kaki rất là dày. Nhưng cái form này kiểu là dáng nó là form slim fit nhá. Form nó là form slim fit các anh các chú ạ. Còn cái lai quần ấy thì mà mình không vừa thì mình cứ lên thôi nếu mà nó bị dài. Mã K30, bụng 84, dài 104 và ống 18. Đây. Túi của nó đây ạ. Nó làm cái túi giả nắp thôi. Còn cái phía trên này thì nó nói chung là giống như một chiếc quần Âu xong có thêm cái túi hộp. Phía đằng sau của nó đây ạ. Này. Mã K30 này, bụng 84, dài 104 và ống 18. Giá 600.000. 600.000 một em quần gì? Authentic gì gì đấy. Cái quần này chất nó đẹp cực. Mã 30 K30 giá 600. Em lên mã K31, một em của HM này các anh các chú, một em của HM. K31. Bụng 90 đến 96, dài 100 ạ. Bụng 90 đến 96, dài 100 và ống là ống bo nhá các anh các chú. Cái này là chất kaki trơn. Kaki trơn, để em xem có co giãn không. Cái này có co giãn các anh các chú ạ, có co giãn nhá. Đó. Mặc cực kỳ thoải mái với các anh các chú bụng bự. Túi là túi mổ có ốp. Chụp cặp chun toàn bộ của HM. Mã K31, bụng 90 đến 96, dài 100, ống bo, giá 800 nghìn, mã K31 ạ. Mã K32, mã K32, một em quần màu xanh ô liu này. Bụng 78, dài 99 và ống 23, giá 800 nghìn, giá 800 nghìn cho em này. Cái này của Beauty Drunk, đây ạ. Một em hàng của Nhật này các anh các chú, đó. Size này thì nó hơi nhỏ nhá, size này hơi nhỏ các anh các chú ạ. Tất cả các đĩa quần đây. Màu xanh ô liu có tông một chút tông màu rêu. Mã K33. Cái này dáng nó dáng slim fit nha các anh các chú. Mã K30 32 ạ, mã K32. Bụng 78 dài 79 và ống 23 giá 800 ạ. Em lên mã K34. K34. Em xin lỗi. Em lên mã K33. 33 đây. Bụng 72 đến 86, dài 90 và ống là ống bo. Đó, màu rêu nhá các anh các chú. Cặp chun toàn bộ siêu co giãn luôn từ 72 đến 86. Dài 90. Em này có giá là 600 nghìn. 600 nghìn. Đó. Cái này chất kaki siêu co giãn này. Đây cho anh chú nhìn. Ống bo như thế này ạ. Cái này thì form nó dành cho các anh chú tầm cao khoảng 1m6 thôi. Cao khoảng tầm 1m6 các anh chú nhá. K33, bụng 72 đến 86, dài 90, giá 600 nghìn ạ. Mã K34, một em quần kaki co giãn các anh chú ạ. Siêu co giãn này. Ui, cái này nó co giãn. Phải là vô đối luôn. Mã K34, bụng từ 76 đến 86, dài 96. Bụng từ 76 đến 96, dài 96. Một em quần của Nhật ạ. Cái này thì nó không có túi ở phía đằng sau đâu, nó không có túi ở phía đằng sau, nó chỉ có hai túi, nó chỉ có hai túi chéo và hai túi ở đùi màu vàng bò nhé các anh các chú. Mã K34, bụng 76 đến 86, dài 96 và ống là ống bo. Em này giá 400. Giá 400 thôi ạ. Mã K34, bụng 76 đến 86, dài 96 ạ, giá 400.
Mã K35, một em quần màu xanh ô liu các anh các chú ạ. K35, bụng từ 84 đến bụng từ 83 đến 94, dài 100. Đó. Em quần màu xanh ô liu của Hàn Quốc. Giá là 750.000. Giá em này là 750.000. Mã K35. K35. Bụng từ 84 đến 94, dài 100. Ống là ống bo như thế này ạ. Ống bo. Giá 750.000. Chất của nó cũng co giãn mà chất kaki dày ấy, màu cực kỳ đẹp luôn. Màu rất là đẹp. Mã K35 ạ, 750.000. Mã K36, một quần màu đen này, một em quần màu đen, chất nó dày ấy. Chất nó rất là dày dặn luôn, và form này thì nó hơi ngắn nhé. Siêu co giãn. Mã K36, bụng từ 74 đến 84. Co giãn này, bụng từ 74 đến 84. Dài, em xin lỗi, bụng từ 76 đến 84. Dài 93 và ống 22. Cái form này thì nó dành cho các anh các chú mà kiểu người nó người vừa phải thôi, bởi vì cái phần hông này nó không rộng đâu ạ. Phần hông này kiểu nó đây. Mặc dù nó co giãn nhưng mà cái dáng của nó không phải là dáng to. Con này giá là 600.000. Mã K36 á, bụng từ 76 đến 84, dài 93, ống 22, giá 600.000. Đây một em của Ula. Đó. Của Hàn Quốc nha các anh các chú. Chất nó dày lắm, chất siêu dày luôn, mặc cái này ở ngoài miền Bắc những cái thời tiết trời lạnh ấy, mặc ấm luôn. Bởi vì nó dày, chất nó dày. Mã K36 á. K36, bụng từ 76 đến 84, dài 93 và ống 22, giá 600.000. Em lên mã K37 này, bụng 80, dài 100 và ống 16, giá 800.000. Đấy, cái này thì nó là ống côn các anh các chú nhá, màu xanh ô liu, chất kaki co giãn. Cái này của The Best Jean này, một em quần đến từ Hàn Quốc các anh các chú ạ. Chất siêu co giãn. Đó. Mã K37, bụng 80, dài 100 và ống 16, giá 800.000. Phía đằng sau túi nào đấy ạ, trông nó rất là đứng form quần. Đó. Cái này thì nó dáng nó ôm đấy. Dáng nó ôm các anh các chú nhá, chứ không phải là nó phồng ra giống các túi hộp kia. Mã K37, bụng 80, dài 100 và ống 16, giá 800. Mã K38 á, mã K38, bụng từ 76 đến 84, dài 100 và ống 20. Màu xanh ô liu các anh các chú ạ, màu xanh ô liu. Cái này thì là nó chất chất kaki và sứ nó dày. Cái này thì không co giãn đâu các anh các chú ạ. Ở dưới gấu của nó nếu mình để rộng ra thế này thì nó là 20. Còn các anh các chú mà mình đi xe hoặc là mình thích rút gấu ấy, thì vẫn rút được ạ. Đó. Ở phía đằng trước thì nó là cạp. Nó là cạp thường, ở phía đằng sau thì lại cạp chun nhá. K38, bụng từ 76 đến 84, dài 100, ống 20, giá 750.000. 750.000 các anh các chú ạ. Mã K39, mã K39, một em quần màu đen này của Hàn Quốc. Bụng từ 82 đến 98 và dài là 99. Ống bo như thế này, ống bo ạ. Đó. Em này có giá là 700.000 các anh các chú ạ, 700.000 nhá. Chất kaki co giãn, chất kaki siêu co giãn này. Đây. Có hai túi đằng sau, nó là túi ốp như thế này các anh các chú ạ. Đó. Cũng là quần 6 túi thôi mà chun toàn bộ luôn, cạp chun toàn bộ, mặc cực kỳ thoải mái nhá. Mã K39 á, bụng 82, dài 98 và ống 99. Em xin lỗi. Em xin lỗi em đọc lại. Mã K39, bụng từ 82 đến 98, dài 99 và ống bo, giá 700.000. 700.000 ạ. Mã K40, mã K40. Bụng 84, dài 96 và ống bo ạ, ống bo len này. Em này giá 450.000. 450.000 cái form này thì nó kiểu là mặc cái đáy nó hơi dài ấy, thì mình mặc theo cái kiểu là gọi là cái gì nhỉ? Quần tụt ấy, kiểu như thế ngày xưa giống kiểu phong cách hip hop ấy các anh các chú. Đây, bởi vì các anh các chú nhìn thấy cái phần túi của nó không ạ? Bình thường cái túi của nó nằm ở trên đây này.
Và túi này nó trễ xuống dưới này. Đấy, đúng kiểu là phong cách quần tụt đấy ạ. Mã K40, bụng 84, dài 96. Đó. Giá 450.000. Cái này nó không có túi ở đùi, nó chỉ có hai túi to ở phía đằng trước và hai túi rất là to ở phía đằng sau mông thôi, màu vàng cát đậm các anh chú nhá. Mã K40. Một em quần kaki, chất liệu là chất liệu kaki, chất độ dày nó vừa phải thôi, nó không quá dày và cũng không quá mỏng. K40, bụng 84, dài 96, giá 450.000. Mã K41. K41, bụng 86, dài 101 và ống 26 á. K41 này, bụng 86, dài 101, ống 26, chất liệu kaki, kaki vải putlin trơn các anh các chú ạ, màu vàng cát nhá. Đây. Em này thì có giá là 500.000. 500.000, ống là ống suông khá là rộng ấy. Mã K41, bụng 86, dài 101 và ống 26. Đó. Giá 500.000, phía đằng sau túi của nó đây. Đây, túi vuông này. Giá 500.000 cho mã K41, bụng 86 ạ. Em lên mã K82. À, K42 ạ, một em quần màu ghi màu lông chuột ấy. Mã K42, bụng 96, dài 108 và ống 21. Con này thì chất kiểu chất kaki nhung này. Nó rất là dày dặn và sờ cái bề mặt của nó mịn mịn như nhung luôn. Đường kim mũi chỉ may rất là chắc chắn anh em chú ạ. Đây. Phía là túi hộp nhá, túi hộp ở sau mông. Cái này là quần 4 túi hộp. Phía trước là túi chéo. Mã K46, bụng 96, dài 108 và ống 21, giá 900.000. Mã K43 này, K43 vải nó là vải kaki mỏng. Bụng 80 đến 86, dài 90. Đây. Bụng 80 đến 86 bởi vì nó là cũng là cạp chun co giãn phía đằng sau này các anh các chú nhá. Nó là màu ô liu và có tông màu rêu ấy chứ nó không phải quần màu nâu đâu. Nhìn có thể là nhìn qua ánh điện ấy, nó bị như thế, nó phản cái ánh điện các anh các chú ạ. Quần này là của Gu ạ, một em quần đến từ Gu này. Một thương hiệu rất là quen thuộc. Mã K43, bụng 80 đến 86, dài 90 và ống 17, giá 400.000. Này, em có một con quần này là quần mới nhá các anh các chú. Quần này là quần mới đấy, màu màu ô liu. Mã K44, bụng 90, dài 102 và ống 20. Con này thì có giá là 900.000, 900.000 nhá. Đây. May rất là đẹp các anh các chú này, tất cả đều là ba đường chỉ này. Đó. Hàng này là hàng mới đấy ạ, hàng mới. Lâu lâu có một con hàng mới xuất hiện. Đây các anh chú. Mã K44. Rất là dày dặn, vải dày lắm. Mã K44 này, bụng 90, dài 102 và ống 20, giá 900.000. 900.000 cho em quần mã K44 này ạ. Mã K45. Lại là một em quần màu xanh ô liu tươi ạ. Mã K45, bụng 100, dài 98 và ống 18. Cái này thì nó kéo có kéo khóa ở phía dưới này nhưng mà nó không phải là để mình mở ra để cho ống nó rộng hơn đâu ạ, nó chỉ là trang trí thôi, cái khóa đồng. Đó. Chất kaki co giãn cực nhiều luôn. Đây các anh chú nhìn này. Đó. Một em quần của Nhật đấy các anh các chú ạ, một em quần của Nhật đấy ạ. Hiệu của cái gì đây? Lagi. Mã K45, bụng 100, dài 98 và ống 18 á, giá 650.000 nhá các anh các chú, 650.000. Đây cái túi ốp ở hai bên. Đằng sau nó cũng là túi ốp luôn các anh các chú ạ. Mã K45, bụng 100, dài 98 và ống 18 giá 650. Mã K46 này, một em màu xanh nhạt. Mã K46, bụng 84, dài 103 và ống 19 á. Chất kaki co giãn, chất kaki co giãn này các anh em chú. Co giãn hơi co giãn một xíu thôi. Cái này của Andiu. Chắc là của Hàn Quốc. Của Hàn Quốc ạ, quần của Hàn Quốc các anh em chú ạ. Mã K46 và bụng
84 dài 103 và ống 19 giá 600.000, giá 600.000 cho con này. Mã K47, một em của The North Face. Một em của The North Face mà hôm nay em bị sót. Cái này là K47 các anh nha chú ạ. The North Face thì ít khi nó may những quần quần kaki với lại quần túi hộp lắm, nó chỉ có kiểu quần gió, nó chủ yếu là quần gió với lại áo thôi. Này, hôm nay có một con The North Face này, màu nó là màu cái tông này nó lại là màu be các anh nha chú ạ. Đây, hiệu The North Face nhá, size khá là lớn, K47, bụng 90, dài 102 và ống 22. Em này giá 800.000 các anh nha chú ạ, một em The North Face. Đây, đằng sau đó là túi rất là to này, phía đằng trước là túi chéo. À, hai bên đùi nó một cái là những túi cực kỳ to luôn. Tất cả những cái này là nó quát đây, nó quát đây, cái đường này là nó quát nhá, chứ không phải nó sờn nó rách đâu ạ. Đó, con này thì nó khá là rộng đấy, dành cho các anh chú mặc size tầm khoảng 34. K47, bụng 90, dài 102, ống 22. Em này có giá là 800.000, 800.000 hết móc luôn. Hôm nay thì em Thanh đã lên tất cả là gần 50 sản phẩm quần túi hộp. Các anh các chú cần đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo của em Thanh trên màn hình 0832 62 5789 để em gửi hàng cho mọi người ạ. Và tất cả các đơn hàng hôm nay thì em Thanh sẽ miễn phí ship ra hàng toàn quốc nhé. Em xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng luôn theo dõi và đồng hành ủng hộ em. Em xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của em ạ. Em xin chào.